Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương cùng với là anh Cấy đang trên đường đi vào nhà của em Vân. Ngày hôm nay anh em vào đây để tiến hành là đo đạc cũng như là thanh toán nốt cái tiền công thợ cho mấy anh em, bởi vì cũng hoàn thiện được có vài hôm rồi, nhưng mà do là anh em cũng đang bận với cả đường lên trên này, cũng thời gian vừa qua thì cũng mưa khá là nhiều ấy, thì anh em thợ cũng ngại lên, nên là đến hôm nay anh em mới vào và tiến hành thanh toán cho các anh được. Hôm nay em Dương có mua một cái thêm một cái cút nữa vào, vì hôm trước anh thợ có nhờ em Vân đi mua ở bên Niêm Sơn, nhưng mà em đấy lại không biết mua, em đấy lại mua cái cút có cái gen ở trong cơ, nên là không vừa. Thì ban nãy anh có dặn em Dương có mua vào, vì cái bồn cầu ngày trước em Vân lấy vào ấy thì còn có một số chi tiết em vẫn chưa lấy vào để mà hoàn thiện được, mãi về sau em mới lấy lên được, nên anh em thợ thì cũng mới bảo là chờ đến hôm nay lên bao giờ lên thanh toán tiền ấy thì các anh lên thì sẽ hoàn thiện nốt cái chỗ đường bồn cầu cho nhà em Vân. Thì em Dương cũng có mua thêm một cái cút đây vào đây, và có một cái khoản nữa là ở bên chỗ nhà cái cửa hàng mà anh em mình hay mua đồ cái ấy, thì hôm nay lúc em đi vào mua cái cút này thì chị kia có hỏi em cái một cái khoản nợ, hỏi em Dương một khoản nợ là trước còn có một khoản em Vân còn lấy nhưng mà để ghi nợ của em và là đi mua đồ cái gì ấy, em cũng không hỏi rõ lắm. Thì em Vân cũng không nói cho em Dương biết, thì ban nãy em Dương cũng đã thanh toán cho rồi, lát nữa em Dương đi hỏi xem em Vân là cái đấy là lấy cái gì, xong để tiến hành là trừ cái tiền vật liệu luôn cho em đấy. Đây, còn là vâng. Chào em. Đấy. Đâu về? Ăn quà à? Ăn đi. Đây, chào anh. Ừ. Quả quả thế mà. Quả thế mà. Chào chú. Quả khế này. Quả này quả ngọt, không chua. Ở đây dưới này có một cây à? Ba cây. Quả khế này ăn thế nào? Cứ cắt, ăn như thế thôi. Cắt cái bên này ra xong là rửa ăn cả vỏ luôn. Ăn cả luôn à? Vâng. Anh chưa từng ăn cái này đấy. Chưa từng ăn bao giờ. Chưa từng ăn. Thế này cây này cây ngọt lắm. À. Nó xanh nhưng mà ngọt. Không, cái loại cây có một loại là cây chua. Ờ. Anh ơi, cái cút này em lấy lên rồi cầm lấy vào chỗ nào đấy? Ở trong một tổ. Nhưng hoàn thiện nốt cho nhà em đấy. Thế chúng ta hoàn thiện xong cái bồn cầu của nhà em Vân. Đây có cái đường nước này đây. Nước cũng đã chảy đây. Biết cái này mình xinh xả được chưa? Có tin rồi đấy. Ngon lành rồi. Biết đâu, Vân. Ha? Biết dùng nhà vệ sinh biết sử dụng không? Cái này biết dùng mới gì? Chưa. Bao giờ gọi là đi xong thì xả ở đây thôi, bấm hai nút này này. Vâng. Đấy. Nhưng mà nhớ là mình đi cái vệ sinh ở đây thì bao giờ cũng phải đi xong thì xả nước rồi thường xuyên vệ sinh vào nhé. Vâng. Rửa sạch. Bàn chải ấy. Bàn chải. Cọ sạch vào. Vâng. Và ở cái này cái bồn cầu ấy thì chỗ của nhà em Vân thì là trước đây em Dương cũng có nói một lần rồi, bởi vì là cái cô Thủy Trần ấy, cô cũng trước cô cũng có hứa và gửi đến giúp đỡ cho gia đình nhà của em Vân là 1.000 đô, thì cô cũng mong muốn là cái chỗ nhà em Vân thì cái bồn cầu thì sẽ thay ra không phải là cái bệt nữa mà là cái ngồi dạng giống như cái này, thì anh em mới đã đổi dùng cái bệt đây. Nên cái còn đi lấy được thêm một túi khế nữa cả. Khế này khế của nhà Vân, lấy về túi cho ai đấy Vân. Khế đấy. Lấy cho anh em. Rồi, đang lấy to đi anh nhỉ. Đây là cái khu nhà của em Vân, vậy là cũng đã hoàn thiện một trong xong vẻ gọi là 100%. Bây giờ thì anh em thợ cũng đã chờ khá là lâu rồi, thì anh em xem đo đạc để tiến hành thanh toán cái tiền công cho anh em thợ. Và ở trước khi em Dương thanh toán cái tiền công cho anh em thợ ấy, thì em Dương cũng xin thưa với quý cô bác rằng là ở cái chỗ nhà của em Vân thì sẽ khác hơn với các nhà khác, là bên đội tiên bản sang dân tộc cũng đã làm là thu hẹp hơn, bởi vì trước đó quý bác cũng đã thấy là cái nguồn kinh phí của nhà em Vân thì nó cũng khá là hạn hẹp, cũng không có quá nhiều để mà làm được, nếu mà làm rộng giống như các nhà khác như nhà của em Dính em Pó ấy, thì nó cái tiền vật liệu nó cũng sẽ cao hơn và tiền công thợ cũng sẽ lên cao hơn. Thêm vào đó thì cái con đường vận chuyển vật liệu từ cái chỗ vị trí tập kết ở dưới đường to lên đến trên chỗ nhà của em Vân ấy thì cô bác cũng thấy là rất là gian nan và vất vả, nên là anh em cũng đã thu hẹp vào, nó gọi là nhỏ hơn một chút thôi. Nó tuy nhiên thì vẫn có đủ phòng khách này, nhà bếp này, có cả
hai phòng ngủ cũng có đầy đủ. Tuy nhiên thì mình sẽ chỉ thu hẹp cái gian nhà chính vào một chút thôi. Thì đấy là em Dương cũng nói như vậy để quý cô bác biết và tránh là lại hiểu lầm là thế tại sao nhà này lại làm rộng hơn và tại sao nhà kia lại làm nhỏ hơn. Thì là đấy là lý do là tại sao là như thế. Thì là mình sẽ tốn thêm nhiều kinh phí và bây giờ còn có cái khoản tiền là mình sẽ thanh toán nốt cái tiền công thợ và xem còn dư bao nhiêu thì sẽ tiến hành là làm cái chuồng trại cho em. Mà thì cái này thì anh em mình sẽ trao đổi với bên anh Ngọc sau. Vâng. Anh em mình sẽ ra ngoài cùng với lại anh em thợ đo. Anh em mình đo đi nhỉ? Trước không? Lấy trước rồi đo. Hết đi, cho hết đi. Rất là 10 mét đây. 10 mét. 10 mét đây. Hạ xuống chút tí không thấy. Rồi, dưới chân rồi. Rồi, dưới đây đây. Không phải. Hả? Từ từ. Trên này. Cho lên trên. Đi hả? Đây. 9m1. 9m1 đây ạ. Đi. Và thước. Đấy nhá, 9m1 cho cửa các bác nhé. Ừ, anh em mình đo cái chiều... Chiều này nó rộng. Sao bên này nó ấy hơn anh em? À? Nó đỡ ở dưới cửa ấy. À, căng căng trước này. 5 mét quên không không ghi vào ấy. 52. Đây. Hả? Đây 52. 5m52. Đúng rồi, 5m52 mà. 5m52 à? À. 5 52. Ok. 9m1 và 5m52. Đây quý cô bác cũng đã thấy là anh em cũng đã đo là có chiều dài này là có 9m1 và chiều rộng là 5m52 đây. Thì em Dương cũng nhân ra là có 50,232m2. Đấy là cái diện tích của căn nhà của em Vân. Và trước đây thì trước khi làm cái căn nhà này thì bên anh Ngọc cũng với lại anh em đội tim bản sắc dân tộc cũng đã trao đổi với lại anh em đội thợ rằng cái này thì vẫn tính là 1m2. Vẫn tính là thì theo mét vuông tính tiền công thợ là 1m2 là 400.000 ạ. Mặc dù là cái quãng đường di chuyển từ các nhà của các anh với các chú lên đến đây thì cũng tương đối là xa, không sẽ là xa hơn so với lại các nhà khác, ví dụ như nhà của em Cấy và nhà của em Pó với lại em Dính. Nhưng mà cái tiền công vẫn là không thay đổi nhé quý bác nhé, vẫn là 400.000 một mét vuông. Đây. Anh em vào nhà đi. Vâng. Anh nhớ nhà nào lấy gạch ngồi giống làm ghế không? Lử. Bởi vì cái lúc đấy là anh em bên đội tim bản sắc dân tộc vẫn chưa lấy được ghế bàn ghế vào cho nhà em Lử em Thà ấy. Thì anh em có hôm đấy có cả anh Ngọc vào nữa thì em Lử cũng có làm bữa cơm hoặc là làm mừng tân gia và cũng có gửi lời cảm ơn đến có anh em bên đội tim bản sắc dân tộc ấy thì không có ghế. Em đã sử dụng những cái tấm viên gạch vẫn còn dư lại để cho anh em ngồi. Và đây chắc lúc đấy anh cũng có nhân rồi đúng không? Đây có 9m1 này và 5m52 là bằng 50,232 đây. Đây là diện tích căn nhà của em Vân nhé. Đây, có nhìn rõ không em? Và nhân với lại 400 400.000 cái tổng số tiền mà tiền công của anh em thợ là 20.092.800 đồng. Đây ạ. Em Dương cũng có nhân ra đây, nhân với 400 đây. Quý cô bác có nhìn rõ hơn ạ.
20.092.800 đồng ạ. Được chưa em? Đấy là cái số tiền công trợ của nhà em Vân. Đấy nhá em nhá. Vâng. Là cái nhà của em hiện tại là với cái số tiền là diện tích là 50.232 m2. Thì cái tiền công thợ là từ trước mà anh cũng làm, các anh với các chú cũng làm các nhà như nhà của em có này, cũng là với cái số tiền là vẫn là 400.000 một mét, mặc dù là lên cái chỗ nhà em thì đường đi lại thì vẫn có thể là xa hơn và cũng khó khăn hơn, nhưng mà vẫn là cái số tiền nó vẫn không thay đổi, vẫn là 400.000 một mét vuông. Thì cái tổng số tiền của em tiền công thợ của nhà em ấy là 20.092.000. Mà đấy là cái số tiền của nhà em. Thì trước khi em Dương có thanh toán cái tiền cho các anh em thợ thì em Dương cũng thay mặt anh Ngọc cũng như anh em đội tim mặt sắc dân tộc và gia đình em Vân thì chân thành cảm ơn quý cô bác Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành cùng với gia đình của nhà em Vân cũng như bên đội tim mặt sắc dân tộc đã hỗ trợ cho gia đình em có được cái khoản chi phí đủ để mà làm được cái ngôi nhà như ngày hôm nay. Chủ em Dương cũng đã nói rồi, căn nhà cũng sẽ không được rộng giống như các nhà khác, giống như của nhà của em Lửa, em Thà hay của nhà em Phó. Vì lúc đó thì em Dương cũng cái lúc đó cái căn nhà của cái chi phí để làm nhà của em Vân ấy thì cũng khá là eo hẹp. Ban đầu anh em đội tim mặt sắc dân tộc còn trao đổi với nhau là nếu như một cái khoản quỹ không đủ ấy, thì anh em sẽ sử dụng biện pháp là không làm nhà xây nữa mà làm nhà gỗ, vì lúc đấy cái nguồn quỹ rất là ít ấy. Nhưng là may mắn là vì sau thì em Vân lại vẫn được cô bác gửi thêm, thì anh em cũng đã xây được cho em cái căn nhà như ngày hôm nay. Thì em có cùng với bố em có muốn gửi lời cảm ơn đến cô bác không? Có. Em cháu cảm ơn cho cô bác và người thường quang đã gửi tiền về cho cháu, hai bố con làm được căn nhà. Cháu cảm ơn cho các cô bác và chúc các cô bác luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc ạ. Đấy, chú có coi đô lời gì cảm ơn cô bác không? Mua lần sát xây cho phao cho xin giờ cũng chỉ ngủ. Có. Bây giờ xin chú xin cảm ơn cháu, tất cả cháu. Nên là có tiền cho tiền làm được cái nhà sạch sẽ cho nhằm sẽ đào hoàn cho. Nhưng mà xin cảm ơn tất cả cháu. Cảm ơn như bây giờ đi tụi nào cũng đi đọc hoàn rồi, tụi nào cũng đọc hoàn rồi. Cái lời cảm ơn của chú ấy thì thật sự là nếu như mà để mà hiểu được hết cái lời cảm ơn của chú mà dịch ra hết thì thật sự rất là ý nghĩa và sâu sắc. Chú là chân thành cảm ơn tất cả các anh em, các quý cô bác, tất cả các cháu đã gửi lời những cái khoản hỗ trợ cũng như là bên anh em đội tim mặt sắc dân tộc đã đến cùng với gia đình và giúp đỡ gia đình để có được căn nhà như ngày hôm nay. Và cầu chúc tất cả quý cô bác cũng như là các anh em, các cháu đi đến đâu cũng gặp thật nhiều may mắn, làm cái gì được cái đó và kiếm được thật nhiều tiền. Ý của chú là lời chúc của chú thật sự lúc nào cũng là như vậy ạ. Gọi là phải gọi là cái lời cảm ơn từ tận đáy lòng của chú. Ý là như thế. Và cái này cái quỹ của em Vân thì trước khi em Dương, bây giờ em Dương cũng sẽ tính luôn là để tiến hành trao trước khi phiền các anh với lại chú cũng chờ thế em một chút để em làm nó cái phần quỹ này một chút. Bởi vì là cái quỹ của em Vân ngày trước là sau khi được cô Thủy Trần có hỗ trợ thêm 1.000 đô là 22.700.000 thì tổng quỹ của em là có 50.866.000. Thì ban nãy anh có mua thêm một cái cút vào này. Và ngày trước là cái em nợ ở trong quán kia là em đi mua cái gì mà hôm nay chị đấy hỏi tiền anh ấy. Em mua cái sơn cửa. Lọ sơn cửa ạ? À? Vâng. Em không bảo anh thì cũng khá là lâu rồi. Thì hôm nay chị lúc đấy. Em đi vào mua thêm cái cút thì chị mới hỏi ấy. Em đấy quen. Tổng là 65.000 với lại cả 65.000 với cả tiền cái thêm cái cút kia nữa là 70.000. Thì đấy là cái tiền hôm nay, nhưng mà tổng quỹ của em ngày trước là còn 50.866.000. Được cô Liên ở Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội có gửi thêm cho em là 500.000. Cô có gửi là 1.000.000.
Tuy nhiên là cô có phân ra là giúp đỡ nhà em là 500.000, nhà em cấy là 500.000. Vâng. Thì tổng cái số quỹ của em hiện tại có là 51.366.000. Trừ đi 70.000 tiền mua cút cũng như là cái tiền nợ của em 60.000, 65.000 lúc nãy em có nói ấy. Và cái số tiền của anh em thợ là tôi kiếm cút của anh đâu nhỉ? Tiền thợ này, công thợ. Bây giờ công tiền công thợ là 20.092.000 thì còn thiếu 8.000. Thì anh muốn trao đổi với em là cái 92.000 con này có thể làm tròn được 100 được không? Thì 20.100.000 có được không? Thì cái này cũng chỉ có thêm 200, thêm 8.000 là cho các anh thôi. 8.000 không sao. Không sao à. Đây là em Dương cũng muốn là còn một cái 8.000 ấy thì vì cũng thật sự là từng đồng một thì ai cũng rất là quý thôi, nhưng mà cũng rất là cảm ơn các anh cũng đã không quản ngại đường xá vất vả, nên em Dương cũng muốn làm tròn lên để cho các anh tròn cái số tiền luôn là 20.100.000. Anh cái trừ giúp em ấy. Không, 51.366.000. 51.366.000 trừ bao nhiêu? Trừ đi 70.000, trừ đi 20.100.000 còn lại bao nhiêu? Không phải chứ nhỉ. Tính ra không hay. Trừ 51.366.000 phải không? Ừ, 51.366.000 này trừ đi 70 này, trừ đi 20.100.000. Còn 31.196.000. Vâng. 21.166.000. Lấy cái khoản tiền vẫn còn dư của nhà em nhé là 31.166.000. Còn cái tiền công thợ là 20.100.000. Đúng không anh? Đây, em lấy cái ghế này cho anh ngồi này. Ừ, cái ghế này. Anh em ngồi xuống đi. Đúng tiền rồi. Không cần ngồi nữa. Vâng, vào đấy, không cần ngồi, anh em mà để cho anh. Ở đâu? Này. Ừ, con. Ừ, con. Đây, anh ngồi đây. Đặt cho. Yeah.
7 triệu, 17 triệu này, 18, 19, 20. Chú có tờ 100 không? Có. Rồi đó. Em... anh Cánh ơi, anh có tờ 100 không? Đổi em cái. Anh đổi cho em 200 đi. Đấy, 20 triệu 100. 100 triệu. Đổi cho chú. Đúng. Thấy cháu hỏi một chú nhé. Vâng. Anh, em cảm ơn anh nhé. Vâng. Rất vất vả cho anh em quá. Thì cũng thời gian vừa qua thì anh em đội trợ cũng thật sự là để mà chạy vậy thì con đường này thì thứ nhất là trong cái quãng thời gian mà vừa mới mưa xong đường sạt lở kia, em vẫn chở tấm lợp bao chở bao nhiêu chuyến vỡ bao nhiêu chuyến. Đấy là cái khoản tiền nợ của tiền công thợ của gia đình của nhà em Vân thì em Dương cũng đã thanh toán xong. Hiện tại cái khoản quỹ của nhà em Vân ấy còn hơn 30 triệu, 31 triệu, 196.000 hay sao bao nhiêu ấy. Em Dương cũng không nhớ lắm rồi. Ở trong có gì trong sổ ban em Dương cũng đã đọc. Thì cái khoản quỹ này anh em cũng sẽ chắc chắn là sẽ mua thêm vào cho em Vân là chắc có bộ bàn ghế với cả mua thêm một chiếc giường nữa. Bởi vì hiện tại là hai bố con cũng đang ngủ chung một chiếc giường thôi. Thì anh em sẽ mua thêm giường vào với cả bàn ghế và cho gia đình. Và còn dư bao nhiêu thì sẽ tiến hành là xây làm cái chuồng trại cho gia đình nhà em Vân ạ. Đấy là cái khoản nợ tiền công thợ thì anh em cũng thanh toán xong ạ. Hôm nay thì cũng rất là vất vả nhá anh. Vâng. Em coi là nói chung là cái quán đường cũng rất là xa xôi nhưng mà anh em không ngại thì vừa giúp đỡ bà con đấy. Tuy anh em cái giá một mét vuông chỉ 400.000 thì so với cái những người khác các thứ khác thì chúng ta không làm, nhưng mà anh em bảo là thôi tiện gần đây cũng vừa giúp cho em vườn anh bố con. Từ cái quán đường này thì chắc anh em cũng vào đây cũng chuẩn bị dính mưa phải không? Dính mưa. Lúc anh em vào bộ để xe tích bên dưới đường cái đi bộ lên tầm hơn một tiếng đấy. Hôm là máu mình đi bộ. Vâng, để hôm nay tiền cũng thanh toán được đủ anh em nhá. Vâng, nhá. Vâng. Rất là cảm ơn anh em. Vâng, có gì cảm ơn anh em không? Vâng, cảm ơn chú. Tiền có vất vả. Bây giờ là nhà được tôi kiên cố thì cố gắng làm ăn thôi nhỉ. Vâng, cảm ơn chú anh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cố gắng làm ăn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chỉ khó làm ăn nhé.